Sáng 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và giải bơi các nhóm tuổi thành phố Gia Nghĩa lần thứ nhất năm 2023. Ngay sau lễ phát động, đã diễn ra giải bơi các nhóm tuổi thành phố Gia Nghĩa lần thứ nhất năm 2023. Tham dự giải có hơn 120 vận động viên là học sinh, thanh thiếu niên đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tham dự. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung bơi sải, bơi ếch với nhiều nhóm tuổi khác nhau, như nhóm tuổi từ 7 đến 8 tuổi, nhóm tuổi từ 9 đến 11 tuổi, nhóm tuổi từ 14 đến 15 tuổi, nhóm tuổi từ 16 tuổi trở lên. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 7.